Xin chào các bạn. Tại video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái thiết bị nằm bên trong buồng lái của một chiếc máy bay và chức năng của những thiết bị đó. Có thể các bạn đã từng nhìn vào buồng lái của một chiếc máy bay và các bạn nhìn thấy sao nó có quá nhiều thiết bị, quá nhiều công tắc nút bấm ở đây và tác dụng của những cái thứ đó là gì. Đấy, thì bây giờ mình sẽ giới thích cho các bạn xem. Thì tại cái video này mình thấy nó khá là dài, khoảng 20 phút lận, cho nên là mình phải chia nó làm hai đoạn video. Và ở đoạn video đầu tiên mình sẽ nói về các thiết bị, sáu cái thiết bị cơ bản nhất, nó gọi là cái six pack, là một nhóm 6 cái thiết bị mà phi công luôn nhìn vào đó nhiều nhất trong lúc bay. Đây là sáu cái thiết bị quan trọng nhất. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Sau đây là những thứ cơ bản nhất trong buồng lái của máy bay. Thì ở đây là cần điều khiển chính. Các bạn kéo về thì máy bay sẽ ngóc đầu lên, đẩy tới thì máy bay sẽ cắm đầu xuống, xoay trái xoay phải thì máy bay cũng sẽ nghiêng trái nghiêng phải theo. Về các thiết bị trên buồng lái thì hiện nay máy bay nó có hai loại, một kiểu hiện đại và một kiểu truyền thống. Cái máy bay này á, là kiểu truyền thống với các thiết bị rất là cơ bản như các bạn thấy đây. Và ở những năm gần đây á, thì trên máy bay đời mới họ có cái kiểu buồng lái này nữa, đang dần được thay thế bởi kiểu buồng lái hiện đại. Thì cái buồng lái hiện đại nó gọi là glass cockpit, thì họ thay thế các thiết bị kiểu đồng hồ này thành một cái thiết bị khác có màn hình hiển thị các thông số. Bên dưới chân mình đây nè là có hai cái bàn đạp, thì dùng để bẻ lái ở dưới đất hoặc là để bẻ lái tắm lái đuôi khi đang bay, đạp vô cái phần dưới này nè, hoặc là để đạp phanh. Cái ở trên mũi chân của mình á là để đạp phanh, phanh hai bánh xe đây. Thì bạn có thể để phanh riêng biệt bánh trái bánh phải, hoặc là phanh cả hai cùng lúc. Ví dụ như muốn dừng lại thì đạp cả hai bên phanh, hoặc là khi rẽ trái rẽ phải thì chỉ cần đạp bên trái hoặc bên phải để cho máy bay nó rẽ trái phải dễ dàng hơn. Vậy là cái buồng lái thì đây mình sẽ giới thiệu cái sáu cái thiết bị chính ở đây, sáu cái thiết bị quan trọng nhất. Thì đầu tiên ở đây mình thấy là thiết bị đo tốc độ của máy bay đấy. Thì như cái tên gọi của nó thì nó dùng để đo tốc độ của máy bay, và lưu ý là tốc độ gió, hay nói là cách khác là tốc độ so với không khí, chứ không phải là tốc độ thực tế so với mặt đất giống như xe mình chạy trên đường. Thì cái đồng hồ này nó có cái nhiều mạch ở đây, như các bạn thấy đây, mạch trắng, mạch xanh lá, có một cái mạch màu vàng và cái mạch đỏ. Thì mình giải thích luôn đó, cái mạch trắng là mạch để hiển thị khung tốc độ tối thiểu và tối đa của máy bay khi đang ở trong tình trạng hạ cánh bình thường. Thì có mở flap và hạ càng đáp bánh xe, nếu như máy bay của mình có bánh xe xếp ra vào á. Chung là trước khi hạ cánh á, mình mở flap, mình mở càng đáp ra thì mình sẽ theo dõi cái tốc độ này. Tốc độ 100 là tối đa, và đây là khoảng 55, 54 là tối thiểu. Các bạn không thể nào bay chậm hơn, cũng không thể nào bay nhanh hơn. Bay chậm hơn á, thì máy bay sẽ bị thất tốc, bị stall. Bay nhanh hơn á, thì các bạn sẽ làm gãy cái flap hay gãy càng đáp gì đó, nhưng là nguy hiểm cái đó. Còn cái vạch màu xanh là tốc độ bay bình thường của máy bay trong điều kiện bình thường. Khi mình bay bình thường á thì mình bay nằm trong cái vùng màu xanh này, màu xanh lá cây này đấy. Còn cái vạch màu vàng là cái khung tốc độ mà máy bay có thể bay, nhưng nếu các bạn bẻ lái gắt quá thì có thể sẽ gây nguy hiểm cho tới cái kết cấu khung máy bay, cho nên hạn chế bay ở cái vạch màu vàng này. Nhiều bạn đang bay ở vạch màu vàng đi thì bạn mà bẻ lái hết cỡ đi thì các bạn có thể sẽ làm gãy mấy cái tấm lái của máy bay đấy. Còn vạch đỏ ở đây là đó là cái tốc độ tối đa mà máy bay nó có thể chịu được, cho nên là mình không không bao giờ được để cái máy bay chạm cái vạch đỏ đó. Tiếp theo là cái đồng hồ hiển thị đường chân trời, thì đó là để báo cho các bạn biết là máy bay đang nghiêng như thế nào, đang cắm đầu hay ngóc đầu như thế nào, thì rất quan trọng nếu như các bạn bắt buộc phải bay trong mây. Còn bên đây là cái đồng hồ hiển thị độ cao, nó sẽ cho bạn biết độ cao hiện tại của máy bay so với mực nước biển. Thì lưu ý là cái này nó hoạt động, nguyên tắc hoạt động của nó là nó đo áp suất của không khí để nó báo độ cao cho mình, cho nên nếu áp suất không khí thay đổi thì nó sẽ báo không chính xác, cho nên lúc đó thì mình phải chỉnh lại cho đúng. Ví dụ như cái đồng hồ ở đây nè, cái con số đỏ nhỏ nhỏ 30 30.1 này nè, có nghĩa là nó đo độ cao dựa theo áp suất không khí là 30.1. Thì nếu như mà áp suất thay đổi thấp hơn hoặc cao hơn á, thì độ cao nó sẽ không chính xác nữa.
Thì cái con số này là bao nhiêu mới đúng á? Thì các bạn trước khi bay phải lắng nghe trên ADS, đó mình có nói ở video trước. Chỉnh thì chỉnh có cái nút vặn đây nè. Đấy. Em tới nhân nuôi, thấy không? Ví dụ như hôm nay áp suất hiện tại đang là 30.112. Đấy thì có nghĩa là hiện tại độ cao của mình là 100 feet so với mực nước biển. Còn cái này nè là để cho bạn biết là cái tốc độ lượn của máy bay. Thì ví dụ như nếu cánh máy bay, cái cánh này nè, nó chạm cái vạch này nè, ở đây nó ghi là 2 phút. Nếu như cái cánh này nó chạm cái vạch này thì có nghĩa là bạn đang lượn với tốc độ là 360 độ trong vòng 2 phút. Tức là trong vòng 2 phút bạn sẽ đi một vòng tròn, đúng một vòng tròn. Ở bên dưới này nó còn một trái bi màu đen, nó chạy qua chạy lại để nó báo cho mình biết là cái mũi máy bay của mình nó có đi theo đúng hướng bay hay là không, nó có nhắm thẳng ra cái hướng bay hay là không. Thì cái này hơi khó hiểu một chút nhưng mà mình giải thích sơ thế này. Đôi khi giả sử như mình khi mình lượn, mình đánh một vòng tròn mình lượn đi, thì cái mũi máy bay của mình á, nó đôi khi nó bị lệch ra ngoài hoặc nó bị lệch vào trong cái tâm lượn. Có nghĩa là mình nghiêng ít nhưng mà máy bay nó rẽ vào sâu quá, hoặc là mình nghiêng nhiều nhưng máy bay nó lại không muốn rẽ mà nó lại hướng cái mũi về ra ra bên ngoài cái tâm bay, cái tâm của cái vòng tròn mình bay đó. Thì lúc này á thì mình phải sử dụng cái rudder, cái đuôi, cái bánh lái đuôi á, để mình sửa cái mũi máy bay lại để cho máy bay nó bay theo đúng cái hướng. Thì khi mà cái trái bi này nó chạy qua bên phải á, thì lúc đó là có nghĩa là cái mũi máy bay của bạn nó đang nằm lệch qua bên trái so với cái đường bay. Do đó bạn phải đạp cái bánh lái đuôi, đạp cái rudder sang bên phải để bù lại, để giữ cái mũi máy bay lại đúng là cái hướng bay của mình. Hoặc là ngược lại, nếu như trái bi này nó nằm ở vị trí bên trái, nó chạy qua bên trái, thì bạn phải đạp cái rudder qua bên trái để kéo cái đầu máy bay quay trở lại bên trái, để cho nó bay, máy bay sẽ bay đúng vào cái hướng mình bay chứ nó không bị nghiêng bị lệch. Cái này mình sẽ có một cái video khác giải thích sau. Còn đây là cái thiết bị định hướng máy bay. Thì nó sẽ báo cho bạn biết là mũi máy bay đang nằm ở hướng bao nhiêu độ. Thì lưu ý á, cái này nó không phải là cái la bàn. La bàn là cái trên đây nè. Đấy. Nó không phải là la bàn từ trường. Tại vì á cái la bàn từ trường nó sẽ hoạt động không chính xác, đôi khi là nó quay chậm hoặc quay nhanh, hoặc là khi máy bay ngóc đầu lên hay cắm đầu xuống hoặc là có gia tốc á, thì cái la bàn từ trường sẽ không bao giờ chỉ đúng hướng. Do đó mình dùng cái thiết bị này để thay thế cho la bàn khi mình bay lượn không bay thẳng. Lý do là cái này nó sử dụng cái con quay hồi chuyển bên trong, cho nên là nó báo, có thể báo được cái hướng cái mũi máy bay một cách tức thời. Nhưng mà đồng thời là cái nhược điểm của nó, chính vì nó là sử dụng cơ học, nó dùng con quay ở trong nên nó có cái ma sát, thì cho nên sau một cái thời gian ngắn hoạt động nhiều á thì nó sẽ không chính xác nữa. Cho nên là lâu lâu khi mình đang bay thì mình phải chỉnh lại cho đúng với hướng của cái la bàn. Thì mình chỉnh ở cái nút này nè, bấm vô rồi mình xoay đó, mình chỉnh lại cho đúng cái hướng mà máy bay thật sự đang bay. Ok, còn đây đây là tốc nó hiện thiết bị đo tốc độ leo. Ví dụ như máy bay đang leo lên với tốc độ bao nhiêu feet trên một phút. Như đây là nếu như chỉ cái tới đây á, có nghĩa là bạn đang bay lên với tốc độ là 500 feet một phút, 1.000 feet một phút, hoặc là ngược lại bạn đang bay xuống với tốc độ là bao nhiêu feet một phút đó. Nó sẽ báo như vậy. Và mình xin phép tạm dừng phần 1 của video tại đây. Thì phần tiếp theo của video mình vẫn sẽ tiếp tục nói về những cái thiết bị trong buồng lái của máy bay, thì cụ thể như là những cái nút bấm, cái hệ thống đèn hay là flaps hay là radio. Mình sẽ để cái phần link ở nằm bên dưới cái phần miêu tả của video này đó, mời các bạn đón xem. Bye bye.